Đàm Tùng vận diện váy và phong cách denim trông thật lộng lẫy và sang trọng, trẻ như tuổi 20. Cô vẫn có thể giảm tuổi mà không cần khoa trương. Nhìn bộ trang phục đơn giản và thanh lịch của Đàm Tùng Vận, cô trông chẳng khác nào một cô gái 20 tuổi. Đàm Tùng Vận là một ngôi sao diễn xuất mới trong làng giải trí. Sự phát triển của cô rất được mọi người mong đợi. Người ta ước tính có rất nhiều bạn bè bị thu hút bởi khả năng diễn xuất xuất sắc của cô. Nếu không nhìn vào vai diễn, Đàm Tùng Vận ở đời thường giống như một cô gái dễ thương nhà bên. Cô ăn mặc giản dị và giản dị, không có chút khí chất của một ngôi sao. Đàm Tùng Vận 34 tuổi trông thật trẻ trung trong bộ trang phục của mình, nó thật sự rất đẹp. Cô ấy có một chút béo trẻ con, trông rất thuần khiết, rất trẻ trung và đầy nữ tính. Hơn nữa, trang phục của cô cũng không hề phô trương và khá đơn giản, nhưng dù vậy trông cô vẫn trẻ trung như một cô gái 20 tuổi. 1. Kiểu dáng váy. Chiếc váy trắng đen mà Đàm Tùng Vận mặc vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng. Áo sọc trắng đen rộng rãi kết hợp với váy đen, màu sắc của phần thân trên và phần thân dưới tương phản với nhau. Hãy nhìn vào đôi giày màu trắng ở chân, mang lại cảm giác giản dị và tràn đầy năng lượng hơn. Ngoài ra còn có chiếc túi vải lớn màu trắng và chiếc mũ ngư dân, khiến tổng thể trông tương đối đơn giản. Bộ trang phục Đàm Tùng Vận mặc không phải kiểu váy cô gái nhà bên mà mang phong cách hơi trưởng thành. Bên trong là một chiếc váy hoa màu xanh lá cây rực rỡ với thiết kế cổ chữ V và thắt lưng, có thể tôn dáng tốt hơn và tôn lên đường cổ thon gọn. Mặc một chiếc áo khoác len màu đen cơ bản bên ngoài, điều này làm suy yếu vẻ lộng lẫy của chiếc váy hoa và khiến cả người cô trông duyên dáng hơn và toát ra vẻ điềm tĩnh và dè dặt. Trong phong cách học sinh này, Đàm Tùng Vận đã chọn một chiếc áo khoác vest dài vừa phải và kết hợp nó với một chiếc váy xếp ly kẻ sọc màu xám đậm. Chiếc áo vest này có hình chữ H nên trông không quá cồng kềnh. Kết hợp với thiết kế đệm vai có thể làm giảm cảm giác nặng nề ở phần trên rất nhiều. Áo sơ mi hoa không chỉ dành cho nam giới mà còn có thể trông rất đẹp đối với phụ nữ. Đàm Tùng Vận chọn một chiếc áo sơ mi hoa chủ đạo màu đỏ và kết hợp với một chiếc thắt lưng treo nhỏ màu đen. Lần này, vẻ đẹp của chiếc áo sơ mi hoa đã bị suy yếu hoàn toàn, khiến cô trông giống một thiếu nữ hơn. 2. Phong cách denim. Đàm Tùng Vận có thể được coi là người đặc biệt thích vẻ ngoài denim. Bạn có thể thấy những món đồ denim trong nhiều trang phục riêng tư của cô. Trong bộ trang phục màu xanh denim đặc biệt mới mẻ này, cô mặc áo khoác denim rộng, quần short denim cặp cao và áo phông trắng in chữ. Cô buộc các góc áo để khoe được tỷ lệ cơ thể tốt hơn và làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn. Nhiều cô gái nên mặc áo phông trắng và quần jean ở nơi riêng tư. Khi kết hợp, chúng ta có thể học hỏi Đàm Tùng Vận và chọn những chiếc quần denim bố. Những chiếc quần này có form dáng rộng và rất tôn đường nét của đôi chân. Hãy xắn quần lên và kết hợp với giày thể thao đế giày để tăng thêm chiều cao và khoe cá tính. Đàm Tùng Vận không cao. Khi chọn vest denim, cô luôn chọn áo ngắn và quần cạp cao để đôi chân trông dài hơn. 3. Kiểu dáng đen trắng. Phong cách ăn mặc của Đàm Tùng Vận cũng giống với phong cách diễn xuất của cô, đó là sự giản dị và dè dặt. Trong những bức ảnh sân bay của cô, thường có thể thấy phong cách đen trắng đơn giản và giản dị. Cũng giống như bộ trang phục này, một chiếc vest đen dài kết hợp với áo pull sọc trông giản dị, thanh lịch và khá phong cách. Những chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen da lộn này chính là báu vật giúp bạn giảm béo. Hãy kết hợp chúng với một đôi giày thể thao đế giày màu trắng. Chúng không những không gây nhàm chán mà còn có thể khiến bạn trông cao hơn. Tan Phương Nguyên mặc bộ vest đen, trông như một người phụ nữ mạnh mẽ. Bộ đồ của cô hơi rộng rãi và khi xắn tay áo lên, nó không bị kéo quá nhiều. Kết hợp với quần ống rộng vest màu đen và giày mũi tròn, trông giản dị và khiêm tốn. Trong bộ trang phục mùa đông này, Đàm Tùng Vận đã chọn một chiếc áo khoác len kẻ sọc đen trắng tinh xảo, kết hợp với một chiếc khăn dệt kim màu xanh nhạt, khiến cô trông giản dị,
thoải mái, đồng thời cũng khiến cô trông trẻ hơn. Đàm Tùng vẫn rất giỏi ăn mặc, mỗi bộ trang phục cô ấy mặc đều hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài dễ thương và thuần khiết của cô ấy. Hơn nữa, những cách kết hợp này cũng rất đáng để người bình thường tham khảo. Nếu bạn thích thì hãy học cách ăn mặc.